Ah, você quanto anos? Tenho 16. Quê? Quanto é? 16. Mas... Sou mais velha, corpo. É mais corpo. Alto, é? Fino? Uhum. Fino, quantos anos? Tem... 8 meses. 8 meses, né? Sim. Đây, em bé 8 tháng các bạn ạ. Chị em 16 tuổi, quanto fino? Sou esse. 16 tuổi mà đã có con 8 tháng rồi. Mà rất dẫn cả con à, dẫn cả con đi lên lên trang trại lên nương luôn. Này xe mua tù xe đủ. Mua tù xe đủ. Ba rồi nhá. Sim. Đừng có đẻ nữa nhá. Đợi từ từ bao giờ sinh. Bao giờ mai về nhiều ấy, bao giờ lớn à, tầm 20 tuổi ấy thì đẻ tiếp hay là 22 tuổi ấy để con làm ăn ấy. Nhá, đừng có đẻ nữa. Bé như thế mà đã phải đi ra lương rồi. Đừng có đẻ nữa nhá. Nào này xem mày nhá. Này xem mui tu a sinh e criança não tem comida, come, não tem roupa. Fica, não tá bom. Dạ, fica feio. Fica não tá bom. Dạ. Obrigado. Nhớ đấy, không được đẻ đâu ấy. Ok, obrigado nhá. Dạ. Dạ. À. Mana, yeah. vem. Vem. Dá. Da coia. Toma, essa dessa criança comer. Toma. Ok. Muito obrigado. Đấy, mình lấy cho mấy chị ít trứng. Toma. Vừa mới đi đường mua được ấy. Espera, eu abri esse. Dạ. Lê vai cuidado, já vai bateu, já? Tá bom. Dạ, đã phim nhiều nhá. Tá bom. Dạ, tá aqui. Dạ. Muito obrigado. Dạ. Đây trứng mình cũng vừa mua ở chợ ấy. Na soda nhá. Na soda phim nhiều. Ok. Obrigado. Dạ, đã phim nhiều cô mê nhá. Tá bom. Dạ, ok. Muito obrigado. Dạ. Okay. Você mais velho é, né? Uh-huh. Ah, junto com sangue? Sim. Ah, ok. São família. São família, né? Yeah, depois falar com ele, não, né? Seu mãe, yeah? Tá bom. Você tá também? Yeah? Eu já não tô mais. Yeah. Ok. Anda bem? Sim. Obrigada. Yeah. Yeah. Vai bem, yeah? Yeah. Ok, hello, chào mọi người nhá. Tudo bem. Obrigado. Tudo bem. Fala tudo. Ô, esse que? Já, papai. A gás já? Uhum. Esse come como? Chupa assim mesmo, sou assim, pai. Aí, mình đang đi trên đường nhá, mọi người. Thì gặp hai chị đang bế em bé, đang bê hai cái thau này mà mình không biết là quả gì. Come đấy. Bốt đấy. Mọi người này, không biết quả này là quả gì này. Gà già. Essi faze que? Faze sumo. À, người dân bảo là quả này để làm nước sumo ấy mọi người ạ. Ngon cực. Ngon lắm mọi người ạ. Nó hơi rôn rốt chua như kiểu quả dâu da ấy. Você vende essi quanto? Tudo. Tudo. Fala preço. Tưởng mình trêu các bạn ạ. À. Tưởng mình đùa. Tudo. Não vai dar o preço na banheira dele. Essa é dela. Essa é minha. Ah, é? Uh-huh. Então, essa e quanto é? Essa vou dar 4 mil. Nós vendemos 5 mil porque é uma caixa. Ah, ok. Yeah. Tudo essa e 4 mil, né? Uh-huh. Essa também? Sim. Essa mais pequeno também? Sim. Ah, 4 mil também. Ok. Compra tudo? Sim. Assim, 8 mil. 8 mil. Uhum. Đấy, cứ tưởng mình đùa các bạn ạ. Mình mua để ủng hộ hai chị để thấy đường này, đường tỉnh này các bạn này.
đường thẳng tắp này, làm gì có dân ấy đâu. Đây là hai bên làm gì có nhà dân đâu. Không có tí nhà dân nào. Đâu sai đi onde? Eu saí na rua Ambo. À, sim, rua Ambo. Caiu chuva, né? Caiu chuva lá. Ơi quả này ăn giống quả dâu da đất mọi người ạ. Ăn ngon lắm. Ăn hơi rôn rốt. Đây mọi người. Đây, nhìn quả này. Đấy. Thơm lắm, thơm cực luôn. Ngay bên trong cũng có hạt này. Thì ăn cái cùi thôi. Você mora onde? À, Baiula. Ui giời. Hai chị này sống xa thế. Mình đi cách đây khoảng tầm 50 cây ấy. 30 cây đến 50 cây có một cái làng ở trên kia kìa. Mà hai chị này đi lên à, você busca esse onde? Lá. À. À, você fazenda na, né? Vai buscar depois volta. Ui giời. Thế thì đi bộ chắc phải khoảng tầm từ sáng rồi. Chứ không phải là đi bây giờ mới đi lấy đâu. Bây giờ là khoảng tầm 3 giờ chiều rồi. Sai na e muito cedo, né? Quả ngon rồi. Ngon đấy. Esse que? Óleo de palma. À, óleo de pau. De sa fazer cozinha, né? Sim. À, hai chị là đi vào trong trang trại làm việc. Thì mang cả bát đũa này. À, le vai, vai no fazenda, trabalha, fazer cozinha, comer, depois voltar em casa. Yeah. E lá, chegar em casa, quanto quilômetro? Muito longe? Não. Quanto quilômetro? Aqui ou aqui? Aqui vai chegar lá. Agora, ou quilômetro? De quilômetro. Sim. Ah, ainda nunca contamos ainda. Não, não consegui contar, não. Né? Ah, ok. Ấy thì nó tên xa của mẹ tê để sao yêu lê vá ui rồi bây giờ mà quay lại lấy à em tao yêu vô ti đã xa của kỳ nhá à super rồi đấy mình mua ủng hộ hai chị ấy nhá bây giờ không có túi để chở đi nữa để mình mở trong đây xem có túi có tiếc gì không? Ô vén đây cũng bao đi tao mày. Bao đi. Hả? Sempre vendendo os bao đi. Sim. Nós vendemos. Assim já demos só já preço único. Quanto é? Tudo, né? Eu levar bao đi, né? O bao đi. Hã? Não tem mais, vai buscar mais. Đấy thì trên đường đi là anh em mình cũng qua cái đoạn chỗ kia cũng mua được khá là nhiều rau củ quả. À rồi đây rồi, may quá. Hôm trước là mình mang tôm xuống, có cái túi này. May thật. Yeah, eu também compra esse de cebola, de batata, tomate. Também compra na, tem uma de bairro. Eu compra ajuda pessoal. Eu compra ajuda pessoal. Com ovo. Compra muito. Muitas coisas. Sim, muita coisa. Ok, me até aqui, já. Aquela vasilha precisa. Yeah, yeah, yeah. Hôm nay là bán cháy hàng luôn. Yeah. Vai Felix. Fica Felix nhé. Yeah. Ok. Úi giời. Wow. May mắn thật. Hôm trước là mình ui rồi. Ui à. Ui, chỗ này phải tầm 30 cân. Esse mais ou menos quanto quilo? Quilo? Ừ. Uns 40. Ui, số này phải tầm 40 cân, 50 cân mọi người ạ. Thế mà chị em vác ở trên đầu luôn ấy. Nào đuôi cabeça? Cabeça doi. Doi? Doi. Vất vả ấy. Depois eu longe que tá um sai, cabeça doi. Ok. Ya. Quatro, quatro, né? Sim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Já. Esse para criança. Muito obrigado. Esse para criança, já. Esse para criança. Esse para ti. Obrigado. Já. Já. Sim, sim. Deus abençoe. Já. Ok. Já. Bây giờ
Eu vou esperar já. Arranjar um. Ok, eu arranjar uma de paz. Mình là cho cái vali này lên trước đi. Cho hai cái vali này lên trước. Đấy, bỏ cái đấy vào đấy được rồi. Ok. Ajuda. Ajuda. À, chà. Lặng lắm các bạn. Con này phải tầm 50 cân đấy. Giờ vào xịt à. Ok. Tao. À kia là mà lần gì? Tá bom. Amalala. Já. Que? Muito obrigado. Como chama você? Josefa. Josefa. Aham. Quantos anos? 22 anos. Ui. Chị này hai, chị này giới thiệu với các bạn nhá. Chị này là Josa, 22 tuổi, 22 né? Uhum. Tô filho, né? Não, é dela. É minha filha. Ah, ô. Oh. Thế vừa mình đưa tiền cho ai nhỉ? À, được. À, ok. A sua ajuda đây nè. À, você quantos anos? Tenho 16. Que? Quanto? 16. Mười... Mãe velha, corpo. 16 tuổi. Filho? Filho, quantos anos? Tem... 8 meses. 8 meses, né? Đây, em bé 8 tháng các bạn ạ. Chị em 16 tuổi. Quanto filho? Soeta. À, Soeta, sim. 16 tuổi mà đã có con 8 tháng rồi. Mà rất dẫn cả con, à, dẫn cả con đi lên lên trang trại lên nương luôn. Này xe muito cedo. Muito. Muito cedo. Para já. Sim. Đừng có đẻ nữa nhá. Đợi từ từ. Ela bao giờ sinh? Bao giờ mai về nhỉ ấy, bao giờ lớn à, tầm 20 tuổi ấy thì đang đẻ tiếp hay là 22 tuổi ấy để con làm ăn ấy. Nhá, đừng có đẻ nữa. 16 tuổi đã đẻ rồi. Em bé này, nhìn thích không? Không có quần áo mặc luôn ấy. Cô mà ra đi nghe đồ. Cô mà ra để hộp vào đây. Any nhá. Dạ. Dẫn con lên nương mặc này các bạn này. Không có tí quần áo nào luôn. Quấn mỗi cái khăn. Mình mà mặc vừa là mình cũng cho cái áo này luôn. À để mình xem trong đây có cái áo không. Có cái áo nhỏ nhỏ của Quang Linh không? À hình như có. Mình có cái áo đấy để cho. Ai lại đưa con lên đi làm cùng mà không có áo luôn. Ôi giời. Cho con lên nương làm mà không có áo mặc luôn. Ok. Đây. Merci. Au plaisir. Obrigado. Yeah. Sim. Yeah, gì đó, sim. Yeah. Chắc là cũng không vừa đâu các bạn ạ. Nhưng mà thôi cứ mặc tạm, mặc cho nó dài dài đến chân cũng được, cho nó đỡ nắng nóng này. Dạ. Esse oprece para fino. Tá bom, obrigado. Esse grande, guarda quando ele fica grande. Dạ, vai meter. Vai meter. Obrigado. Dạ. Sim. Ok. Ok. Tội em bé đó. Bé như thế mà đã phải đi ra lương rồi. Đừng có đẻ nữa nhá. Não, này seu mãe, já? Sim. Này seu muito assim é criança, não tem comida, comer, não tem roupa. Fica, não tá bom. Já, fica feio. Fica não tá bom. Já? Obrigado. Nhớ đấy, không được đẻ đâu ấy. Ok, obrigado, já? Já. Yeah. Ah, mana, vem. Vem. Dá. Dá coisa. Toma, essa é dessa criança comer. Toma. Ok. Muito obrigado. Mình lấy cho mấy chị ít trứng.
tôm à? Vừa mới đi đường mua được ấy. Espera, eu abri esse. Yeah. Leva cuidado, yeah? Vai bater, yeah? Tá bom. Yeah. Dá fino, yeah? Tá bom. Yeah, tá aqui. Yeah. Muito obrigado. Yeah. Đây trứng mình cũng vừa mua ở chợ ấy. Na soda, yeah? Na soda fino. Yeah, dá fino comer, yeah? Tá bom. Yeah, ok. Muito obrigado. Yeah. Ok. Você mais veio aí, né? Uh-huh. Ah, juntos com sangue? Sim. Ah, ok. São família. São ela família, yeah? Uh-huh. Yeah, depois falar com ela, não, nem seu mãe, yeah? Tá bom. Você também, yeah? Eu já não, já não tô mais. Yeah. Ok. Anda bem? Sim, sim. Obrigada. Yeah. Yeah. Vai bem, yeah? Ok, anh em mình lên đường đi tiếp nha các bạn nha. Bây giờ mới đi được nửa đường. Thì vừa nãy mình cũng mua giúp người dân ở trong cái bản ở trong kia. Nhưng mà ở đấy mưa quá, không quay được cho mọi người xem. Thì thôi mình với cả anh Quý đang trên đường về Luân Đa. Giờ mới đi được khoảng nửa đường. Đi từ lúc 1 giờ, bây giờ là 4 giờ rồi. Đi được 300 km rồi. Còn tầm 300, hơn 300 km nữa. Đã. Mình với anh Quý đi được nửa đường, 2/3 chặng đường rồi. Đói quá. Để vào đây kiếm gì ăn. Khu này nhìn như đồ sơn ấy nhỉ? Nhờ, nhìn giống khu đồ sơn ấy, đằng sau kia cũng có sông kìa. Xong mọi người ăn uống ở đây, nghỉ ngơi đây này. Khu như đồ sơn ấy. Giống thật đấy. Đi, anh em mình đi. Cắm thẳng xe luôn nhé. Ok các bạn nhá. Mình với anh Quý đang đi được nửa đường rồi. Hola. Đang dừng chân tại một điểm ăn uống nghỉ ngơi. Ui, ở đây đẹp nhỉ. Ở đây như đồ sơn đấy các bạn ạ. Đây, trong đây này, hàng quán một dãy dài luôn. À, đây là cá lướng mọi người nhé. Bán cá lướng này. Cá rô phi à? Có thịt không? Cá lì đấy, anh cá lì. Carne, cabrito, carne, porco, porco, mata. Cabrito tem? Cabrito tem galinha. Ah, galinha tem? Cozinhado. Không, gà nấu, gà nấu. Ah, não. Cozinhado. Để cho anh Quý gọi đồ nhé. Mình đi quay cho mọi người một vòng. Úi giời, tắm tiên luôn. Rồi, mọi người ở dưới đây là giặt rũ quần áo cả các bạn trẻ em kìa. Trẻ em cũng ra đây bơi luôn. Trẻ em ra bơi, còn cha mẹ thì giặt rũ quần áo. À, ta fazer salada. À, làm salad da tomate, né? Sim. À, depois meter cebola junto, né? À, ok. Đấy, đang làm salad này. Để ăn cùng với cá. Tí cho thêm cả hành tây này, sấm, ớt. Các kiểu con đà điểu. Sau 15 phút chờ đợi các bạn thì món cá lướng đã chín. Có ăn cùng với cả phơi rau này, salad này, khoai này, chuối, luộc này, gia vị.
Này, ăn cái này phải có cái bột này nữa nhỉ các bạn này. Bột như kiểu bột gạo ấy, như kiểu bột thính ấy. Mời các bạn nhá. Anh em mình ăn đã xong để lên đường tiếp. Video hôm nay xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy video hay ý nghĩa đăng ký ủng hộ vợ chồng mình nhá. Chào các bạn. Dư vào chị Huy nói chết. Ok nha các bạn nhá. Mình về nhà rồi đây. Bọn trẻ con nhà mình này. Ai lêu 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 lêu. Lêu 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 lêu. Lêu 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 lêu. Tú Tí. Con chào mọi người chưa? Đây con xách cái này. Đây con ôm bó hoa. Đây con ôm bó hoa. Đi đi vào tặng mẹ đi. Đi. Mẹ ơi, anh nhắm mắt vào. 1, 2, 3. Ba tiếp tặng mẹ đấy. Chào các bạn đi. Hello, xin chào các bạn. Thấy.